À vâng, và vườn mai chiếc chè bông xin chào cả nhà nha. À, hôm nay em có về được khoảng hơn 100 cây giống đại lộc nha cả nhà, giống đại lộc mini nha. À, thì hôm nay em bán với giá là 170.000 một cặp. Em ship từ một cặp và không bao phí vận chuyển nha cả nhà. Đây, cây của em rất là xanh tươi luôn nha. Rồi, cái bộ gốc đó thì cây nào cũng được uốn rễ hết nha. Để cây như thế này. Đây, nha. Đây. Nó đang ra đỏ, nó đang ra lá non nữa nè. Có một số cây nó đang ra lá non ha. À, chỉ 170.000 một cặp thôi nha. 170.000 một cặp. Đây. Cây cao tầm khoảng 2 tấc nha cả nhà. Cây cao tầm khoảng 2 tấc. Rồi, thì như mọi người cũng đã biết cái giống mai đại lộc á, thì cái cánh hoa của nó thì đa số là nhiều cánh ha. Cao nhất là tầm 40 mấy cánh. Nhưng mà lâu lâu thì nó lại bị đốc ra 5 cánh nha, nên là nhưng mà cũng số ít thôi. Rồi, 170.000 một cặp nha cả nhà. Đây, cây như thế này đây, cao tầm khoảng 1 tấc mấy, 2 tấc, có cây 2 tấc mấy luôn nha. Đây, cả nhà xem. Đây, cái bộ đế của nó nè. Rồi, 170.000 một cặp thôi nha. Chỉ 170.000 một cặp thôi. Em ship từ một cặp thì không bao phí vận chuyển nha. Đây. Rồi, nếu mà ai thích cái giống mai đại lộc mua về làm giống hoặc là chơi bonsai thì alo em nha. Thì Tết nay cái cây này cũng có hoa luôn rồi nha cả nhà. Có hoa luôn nha. Rồi, ai thích thì liên hệ với chiếc chè bông ha.